Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe tiếp câu chuyện Thanh Quỷ Kỳ Sự, quyển 9, hạ cơ. Chương 13 chấm dứt ở đây. Hạ Thành nói là 16 chữ, quả nhiên khi rạch không hề thiếu một chữ nào. Trải qua sự hành hạ trong khoảng thời gian này, sắc mặt Bạch Cư Xuân đã trở nên bạch bạc từ lâu. Những giọt mồ hôi to cỡ hạt đậu thi nhau túa ra từ trán. Bởi vì cơn đau liên tục kéo dài, đôi môi phớt hồng của cô đã bị cắn ra một dấu răng khá sâu, trông vừa yếu ớt lại mệt mỏi. Vẻ bật bạc khiến người ta khó nén lòng yêu thương. Dù sao đi nữa, trong quá trình Hà Thanh rạch ra từng chữ, do phải chờ vết máu không ngừng lan đi khắp toàn thân, giữa chừng lại không được dừng lại thời gian quá lâu, mà cả 16 chữ lại đều được viết bằng kiểu phồn thể, nên so ra cũng được tính bằng hình phạt lăng trì. Nhưng chỉ cần nghĩ hôm nay chịu những đau đớn này là có thể thoát được tình trạng bị người ta khống chế, lại nhìn sang người thầy với gương mặt căng thẳng tới độ sắp nhợt nhạt hơn cả mình, không hiểu sao trong lòng Bạch Ngữ Xuân lại trào lên một cảm giác như được giải thoát và rất đỗi vui mừng. Cô khẽ cắn răng, nhìn dòng máu tươi chảy tới chỗ cổ chân, lại nhìn sang vị giáo sư đang nhìn mình chăm chú, trong lòng lại dâng lên nỗi ngượng ngùng không muốn người khác được biết. Bành Nguyên nhìn dòng máu đỏ tươi đã bắt đầu lan từ đầu gối tới bắp chân, nói với cô vợ mới cưới bên cạnh: lúc trước em nói Hà Thanh là đại ân nhân của mình, cũng là ân nhân của nhà họ Lục, chính là chỉ chuyện thế này à? Lục Minh Hạ nhìn chồng mình gật đầu: đúng, không sai. Bành Nguyên hít sâu một hơi, nửa là thán phục nửa là mừng rỡ. Thảo nào chuyện có liên quan tới huyền môn anh chưa từng nghe ông nội mình kể lại khi còn bé, bởi vì đến giờ đã không thể kiểm chứng, và lại ví dụ cụ thể ông lại kể rất mơ hồ, anh còn tưởng đây chỉ là lời đồn vớ vẩn thôi chứ, không ngờ bây giờ lại được trông thấy thật. Anh ta nhìn cô gái đang cẩn thận viết viết vẽ vẽ trong lòng bàn tay Bạch Ngữ Xuân. Tuổi tác trông còn trẻ như vậy, nhiều lắm mới chừng 20, thế mà đã có bản lĩnh nhường này. Từ nhỏ anh ta đã từng đọc được về thủ đoạn của huyền môn trong những văn tịch của gia tộc, nhưng cảm xúc khi ấy thì không thể rung động như điều được chứng kiến hôm nay. Cô bé tên Hà Thanh có bản lĩnh ghê gớm như vậy, thế thầy dạy thì phải tới mức nào? Sao lại chưa từng nghe nhắc tới? Bành Nguyên không phải cậu em trai ngây thơ của mình, và lại dù gì cũng đã 40 tuổi. Tuy gia phong nghiêm chính, nhưng cũng không có nghĩa là một người bảo thủ. Nếu người trong gia tộc như họ, có ai dám đảm bảo mình không có một hai kẻ thù? Bây giờ may mắn có thể làm quen một cao thủ huyền thuật, đó là việc không thể tốt hơn. Lục Minh Hà lắc đầu: không rõ lắm, con bé là bạn học của Thiệu Đan, nghe nói là trước mặt Thiệu Đan cũng chưa từng nhắc tới chuyện gì về gia đình hoặc thầy dạy. Em đoán là chắc hẳn họ có quy củ của riêng mình nên không dám nói nhiều. Bạch Nguyên gật đầu: em nói đúng, nghe nói những kỳ nhân dị sĩ này luôn có những quy củ và kiêng kỵ riêng. Nếu cô bé này thật sự muốn rêu rao tạo danh tiếng, chắc giờ đi tới đâu công đà đều được tôn làm thượng khách. Nhưng thủ đoạn này thật sự quá mức khó lường. Em yên tâm, lát về anh sẽ dặn người nhà là bất kể ai gặp cô bé cũng phải chú trọng giao hảo, tôn trọng là hơn. Nếu là ân nhân của nhà họ Lục, vậy cũng là ân nhân của nhà họ Bàng. Hai nhà chúng ta nối làm một thể, không phân lẫn nhau. Bạch Nguyên quyết định ngay tại chỗ, để khi về nhà sẽ lập tức tôi gặp ông cụ trong nhà đánh tiếng trước. Đã nhiều năm như vậy rồi, đây chính là người đầu tiên trong huyền môn họ gặp. Khi người bên này còn đang suy nghĩ đủ điều, thì ở bên kia Hà Thành đã thu cây gấp trả lại, chữ cuối cùng đã viết xong. Đến tận lúc này Hà Thành mới dám thả lỏng. 16 chữ này nếu tính theo nét thì cũng e phải gần cả ngàn nét. Tuy là viết viết rừng rừng không liền mạch, nhưng suốt quá trình vẫn luôn phải dùng linh lực để duy trì. Khó khăn trong ấy
người ngoài không thể tưởng tượng nổi. Mà thấy dòng máu lan từ bắp chân tới cổ chân Bạch Ngữ Xuân cũng đã hóa thành một dải sương mù màu đỏ. Biểu hiện của Bành Văn còn căng thẳng thấp thỏm hơn cả chính chủ. Hắn thở vào một hơi nhẹ nhõm, vội vàng nhìn sang Hà Thanh. 16 chữ đó viết xong hết rồi đúng không? Đã kết thúc chưa? Kết thúc được chưa? Trong lúc miệng lo lắng lải nhải, cơ thể Bành Văn lại không hề nhúc nhích. Ánh mắt vô thức dừng trên cô học trò của mình. Chỉ thấy bàn tay vẫn trắng nõn bóng mịn của Bạch Ngữ Xuân không hề có tí vết nào. Để không biết có phải do mất máu nhiều quá hay do Bành Văn quan tâm quá để mới gặp ảo giác hay không, mà cứ cảm thấy sắc mặt học trò mình tái nhợt hơn lúc tới rất nhiều. Toàn thân gầy gò lại khô héo, không còn vẻ xinh đẹp rạng ngời như trước kia. Nhưng đây chỉ là nhất thời, nghỉ ngơi 2-3 ngày, bồi bổ thêm chút nữa là tất cả sẽ bình thường lại. Hà Thanh gật đầu, Bành Văn lập tức thả lỏng. Không uổng công hắn vắt hết đầu óc tâm sức suy đoán như thế, coi như là chấm dứt ở đây. Thu dọn đồ đạc xong, Hà Thanh còn dặn Bạch Ngữ Xuân, đợi về nhà thì ăn nhiều đồ bổ máu, cơ thể sẽ nhanh chóng trở lại như trước thôi. Nghe vậy, Bạch Ngữ Xuân và Bành Văn đồng loạt thở phào, lập tức ngã lại về ghế, không hề muốn nhúc nhích mảy may. Nhưng lời tuy nói thế, song Hà Thanh vẫn chau mày. Chấp niệm này bám vào người Bạch Ngữ Xuân cũng không gây ra chuyện hại trời hại đất gì. Thậm chí lâu như vậy rồi mà cơ hồ vẫn chưa có một hành động cụ thể. Đoán chừng bản tính cũng không xấu, để em về cân nhắc xem nên xử lý chuyện này thế nào sau. Bạch Ngư Xuân do dự một hồi, sau cũng cắn răng nói, đúng là cô ấy không làm chuyện xấu gì, kể cả khi muốn. Đôi má Bạch Ngư Xuân ửng đỏ, mịt mờ nhìn Bành Văn. Muốn lên giường với người ta, cô ấy cũng vô cùng soi mói. Thật ra mình có thể cảm nhận được cô ấy còn để ý tới cảm xúc của mình, sợ mình nhất thời không chấp nhận nổi. Nghe nói như vậy, chân mày Hà Thanh càng nhíu chặt hơn. Vừa trong quá trình trừ đuổi, cô còn lo lắng đề phòng, sợ người đứng sau sai bảo đối phương còn hậu chiêu gì chưa dùng tới. Kết quả là lại bị tinh thần chú trừ khử dễ dàng như vậy, khổ sở như vậy. Không tiếc pháp lực cưỡng chế ngưng tụ ra một đoạn chấp niệm từ cả ngàn năm trước, rốt cuộc là muốn làm gì? Phạm là chuyện trên thế gian, nếu đã làm thì nhất định phải có động cơ. Nhưng Hà Thanh nghĩ tới nghĩ lui, cũng không thể nghĩ ra rốt cuộc người đứng sau đang muốn làm gì. Cũng không thể là rảnh rỗi quá nên sinh buồn chán, cố tình bỏ công bỏ sức lớn như vậy chỉ để chơi bời thôi chứ. Đợi đã, em vừa mới nói coi như chấm dứt ở đây là có ý gì? Bành Văn đột nhiên hỏi. Nếu Bạch Ngư Xuân đã bình thường trở lại, hắn cũng coi như không còn gì bận lòng. Cơ thể vừa buông lỏng là suy nghĩ lại tiếp tục bay xa. Với thái độ chuyên nghiệp của mình và cả suy nghĩ chuyên nghiệp cẩn thận có được do ngành nghề, Bành Văn không thể không hoài nghi. Nhờ tới những lời này, Bành Văn lại hỏi tiếp. Là còn, còn vấn đề tiếp sau gì chưa giải quyết xong hay sao? Hà Thanh hồi thần bừng tỉnh khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn, cười nói với Bành Văn và Bạch Cư Xuân đang thấp thỏm lo lắng. Không có gì, chuyện kế tiếp không còn liên quan tới Bạch Ngữ Xuân nữa. Yên tâm, cứ về nghỉ ngơi 2 ngày cho khỏe là cơ thể sẽ không còn vấn đề gì. Thật đấy. Mà chuyện này thì không thể cứ thế là có thể xong được. Hết chương 13. Chương 14. Lòng người không đủ. Mà chuyện này thì không thể cứ thế là có thể xong được. Đương nhiên chuyện sẽ không thể chấm dứt như thế. Hà Thanh vừa dứt lời, căn phòng uống trà rải rác ánh nắng, bỗng xuất hiện một luồng gió âm u không rõ từ đâu, kéo theo những dải màu hồng nhàn nhạt chậm rãi phất qua cho mỗi người ta như bàn tay mảnh khảnh dịu dàng của giai nhân, mang theo mùi hương khó thể tả rõ, khiến cho tinh thần người ta dao động, suy nghĩ rối bời. Dải sương màu hồng chậm chậm xâm nhập vào những người ngồi trong phòng. Lục Minh Hà, Bành Nguyên ngồi cạnh nhau, đứng mũi chịu sào thành mục tiêu của nó. Nhưng khi dải sương hồng kia vừa tiến tới gần,
lồng ngực hai người không hẹn mà cùng nháy mắt nóng lên. Liền ngay sau đó, một dải ánh sáng êm dịu mờ mờ như tia sáng từ đom đóm hiện lên trong mắt mọi người. Từ bên cạnh Lục Minh Hà và Bành Nguyên, một bức tường như tấm bình phong trong suốt vững vàng che kín hai người ở bên trong, không một tà vật nào có thể xâm nhập. Đây chính là sức mạnh của bùa vợ chồng hòa hợp do chính tay Hà Thanh vẽ. Chứ có thể khiến tình cảm vợ chồng thêm sâu đậm, nó còn có thể tạo ra một từ trường linh lực giữa hai người, khiến hai vị chủ nhân được linh lực bao quanh ngày đêm, tổ chất cơ thể được tăng cường. Tuy tác dụng không lộ rõ lắm, song chỉ với hiệu quả này, nếu được rèn luyện trong thời gian dài thì phải tốt hơn người bình thường rất nhiều. Đối với Lục Minh Hà, mới làm mẹ tuổi cao, bùa này vừa có thể phòng thân lại có thể tăng cường tố chất thân thể, thật sự là không có gì có thể tốt hơn. Giờ phút này, Bạch Nguyên đã không còn một hình tượng gì. Anh ta mơ mơ màng màng nhìn chăm chăm từ trường linh lực mịt mùng trước mắt, không ngừng dùng bàn tay ý đồ nắm bắt những sợi linh lực hư vô mỏng manh kia vào tay như một đứa trẻ giàu lòng tò mò. Nhưng linh lực chỉ có thể trông thấy chứ không thể chạm vào, chứ mắt thường có thể nhìn thấy vài dấu vết, mà khi nó có phản ứng thì dù qua bàn tay tới tới lui lui. Hết thả lỏng lại nắm chặt, Bành Nguyên vẫn không thể bắt được một dấu một vết. Dải xương hồng này vô cùng thức thời, thế không thể lại gần hai người Lục Minh Hà và Bành Nguyên thì lại lập tức đổi hướng, bay thẳng tới phía Bành Văn. Bạch Ngư Xuân ngồi bên nhìn trong lo lắng, trong lòng biết chắc chắn dải sương mù này có liên quan tới thứ vừa bị đuổi khỏi người mình. Cô căng thẳng kêu lên, sợ thầy sẽ vì mình mà vướng phải bất chắc. Nhưng Bành Văn lại không có chỉ một phản ứng. Ánh mắt hắn lấp lánh, nhìn chằm chằm đường di chuyển của dải sương màu đỏ nọ. Đã không phải thời gian không kịp thì đoán chừng sẽ lập tức cầm giấy bút máy chụp hình ghi lại cảnh tượng này. Hà Thanh trông mà không khỏi lắc đầu. Suy nghĩ của người làm học thuật đúng là không thể hiểu nổi. Nhưng mục đích hôm nay của cô là giải quyết Hạ Cơ, không hề ngờ được là sẽ còn có việc khác xen ngang vào. Thế là miệng lập tức thốt ra một chữ ngưng. Lời ra pháp theo, linh lực dâng trào, không khí trong cả căn phòng như ngưng tụ. Cảnh tượng xung quanh lập tức có thể cảm nhận được là có điểm bất thường. Hô hấp thì vẫn thông thuận chót lọt đấy, nhưng cả phòng lại như một hồ keo dính quánh. Khi người ta muốn nhúc nhích một chút thôi cũng cảm thấy khó khăn. Mà dải sương mù màu đỏ kia thì lại không ngừng bị đè ép nén chặt trong không trung, phút chốc đã thành hình một con người. Kế tiếp, người ấy tựa như chìm sâu vào hồ keo, không thể động đậy. Sau một hồi nghiêm mặt giữa không trung giằng co với Hà Thanh thì bông tép bịch xuống đất. Vừa tiếp xúc với sàn nhà, dải sương mù màu hồng nhạt này liền tự như có vầng sáng sống động. Cảm tưởng mỗi một hạt bụi đều đang tiến hành tan chảy, hóa thành dòng nước đỏ tươi chảy linh láng trên sàn nhà. Trông thấy mà kinh. Nhất là Bạch Ngư Xuân nhìn dòng máu trên mặt đất liền bất giác nghĩ tới số máu vừa bị đẩy ra từ lòng bàn tay mình, lập tức hốt hoảng cùng cực. Trên sàn nhà nhanh chóng hình thành một dáng người bất quy tắc. Chỉ trong nháy mắt, chỗ máu đỏ kia đã dần ngưng tụ tới trung tâm. Đầu tiên là tạo thành hình dáng một cánh tay, kế tiếp là những đường cong nhìn đã biết của phụ nữ, rồi sau đó hình như là búi tóc trên đầu người. Trong ánh mắt thấp thỏm hồi hộp của mọi người, bóng dáng ấy dần dần hiện rõ. Thâm y trắng như tuyết, viền áo màu xanh, hoa văn xen lẫn hai màu đỏ thẫm và xanh đậm lờ mờ hiện ra hình phù văn huyền bí. Là nhìn tới gương mặt tuyệt đẹp đã hiện ra rõ ràng của cô gái, mọi người đều biết đây chính là Hạ Cơ trong lời đồn. Thật ra thì nói một cách thật lòng, mặt mũi Hạ Cơ không hề được coi là quá mức xinh đẹp. Nhưng cái đẹp là đẹp ở trong xương cốt chứ không phải ở bề ngoài. Cô ta vừa mới ngưng tụ ra hình người trên sàn, chỉ một động tác nằm sấp người mà đầu vai mượt mà, phần mông căng mẩy đã lộ rõ sự quyến rũ không gì sánh kịp. Không nói những người đàn ông ở đây, dù là Hà Thanh khi đã hồi thần tĩnh trí
thì cũng không nhịn được phải nuốt một ngụm nước miếng. Mẹ kiếp, muốn bẻ cong tôi à? Không thể nhịn được nữa. Trong lịch sử, mỹ nhân như mây, nhờ những người có được mối tình lãng mạn lưu truyền muôn thuở và cuộc sống buông thả không tiết chế thì chỉ có duy nhất một vị hạ cơ này. Nàng đứng lên, quay đầu nghiêng người sang hướng mọi người, đôi môi khẽ cong lên cười một tiếng, thần thái ngây thơ mà quyến rũ, trong yêu kiều lại có vẻ trưởng thành thướt tha, là sự cám dỗ không gì so được. Khó tranh đến khi nhan sắc đã tàn phai mà vẫn còn một khuất vu nguyện vì nàng lật đổ gia tộc. Hà Thanh thở dài một tiếng. Một cuộc đời phong túng tự do như vậy mà Hạ Cơ còn không thỏa mãn, muốn vượt qua thời gian không gian cả ngàn năm, rốt cuộc là có chấp niệm cường đại gì muốn hoàn thành đây? Chẳng lẽ lòng người vốn dĩ không thể thỏa mãn? Hạ Cơ chậm rãi bước về phía trước, tay phải phủi phủi ống tay áo rộng bên trái, lại nâng tay che đi nửa bên mặt, gắt giọng nói với hai người đàn ông trong phòng: các người thô lỗ với người ta quá đi mất. Anh nhìn tay tôi đi này, bị sàn nhà làm tím bầm hết cả rồi. Trong lúc nói chuyện, tay áo rộng liền trượt xuống từ cổ tay, để lộ khỉu tay sáng bóng không tì vết. Chiêu thức không sợ cũ, có tác dụng là được. Ánh mắt hai người đàn ông đều do dự, lơ lửng không yên. Ngay cả Lục Thiệu Đan vẫn đứng bên quan sát, cũng không kìm được chút thương tiếc trào dâng trong lòng. Những lời oán giận của Hạ Cơ cũng chỉ chớp nhoáng là qua. Mục tiêu của hôm nay không phải những kẻ phàm tục này. Nàng chậm rãi đi tới trước mặt Hà Thanh, cất giọng trách giận: cô đấy, đúng là lòng dạ độc ác. Bấy nhiêu năm tới nay, tôi cũng chỉ có mỗi một nguyện vọng này, thế mà cô còn không chịu hoàn thành giúp. Rõ ràng tôi đã cẩn thận tuyển chọn thay cho cái cô Bạch Ngư Xuân này rồi mà, thế mà vẫn không thể khiến các người hài lòng được à? Chẳng lẽ phận phụ nữ chúng ta hèn mọn như vậy, đến cả suy nghĩ muốn đạt thành tâm nguyện cũng là quá đáng hay sao? Khi nói những lời này, vành mắt nàng còn thấp thoáng vệt đỏ, tưởng có thể khóc bất cứ lúc nào, khiến người ta trông mà thương xót. Nhưng khi ánh mắt Hà Thanh nhìn thẳng vào mình, giọng điệu Hạ Cơ lại thoắt chốc biến đổi: nếu đã vậy thì đừng trách tôi không khách sáo. Tôi có thể có một cơ hội thức tỉnh, đó chính là trời cao thương xót tôi. Nếu ai ngăn cản tôi hoàn thành tâm nguyện, vậy chính là gây sự với u hồn ngàn năm này. Thế thì ngàn vạn lần cho nên trách tôi không nể mặt. Trong lúc nói chuyện, xung quanh nàng đã nổi cuồng phong, thổi bay mái tóc dài đen như mực, bay múa trong không trung như đang dương nanh búa vuốt, tạo ra bóng ảnh nanh ác đáng sợ trong căn phòng. Trong phòng lập tức trở nên rét lạnh, ngay cả ánh nắng cũng như không thể xuyên qua, bị cắt đứt chặn hết trong không gian này. Hết chương 14. Chương 15. Lòng tham không đáy. Hà Thanh lạnh lùng nhìn tâm trạng Hạ Cơ lên xuống thất thường, im lặng không lên tiếng. Mà thấy ánh nắng ngoài phòng đã bị ngăn hết, chỉ còn lại mấy khoảng sáng loang lổ như bị dừng thời gian trong không gian độc lập này. Trong không khí bỗng dâng lên hơi lạnh khiến người ta rùng mình, khiến mọi người vô thức run lên. Dù chỉ là một sợi chấp niệm của Hạ Cơ, song thời gian mới là vũ khí lợi hại nhất. Nàng có thể chuyển kiếp bị người ta triệu tới ngàn năm sau. Điều đó chứng minh tự bản thân đã có thực lực mạnh mẽ không gì sánh kịp. Hà Thanh nhìn xung quanh, Bành Nguyên, Lục Minh Hà và Lục Thiệu Đan qua mùa hộ mạng thì vẫn khá ổn. Chỉ là linh lực của Hạ Cơ quá hỗn loạn, trường linh lực của bùa hộ mạng không đủ để có vẻ hơi chật vật gian nan. Còn Bạch Ngư Xuân và Bành Văn không có gì thì lúc này chỉ có thể bị đóng đinh tại chỗ, toàn thân run rẩy, ngay cả bên tóc mai cũng đóng một lớp xương mỏng long lanh. Âm khí mạnh quá, oán hận cũng rất mạnh, ý niệm vô cùng chấp nhất. Thật ra Hạ Cơ không hiểu gì về cách đấu pháp, kinh nghiệm thực chiến càng là con số không. Nếu có thể vượt qua thời gian hàng ngàn năm, theo nàng ta thấy, đối phó với một người bản sức chiến đấu cũng không mạnh như Hà Thanh
thì chỉ cần bản năng đã là đủ rồi. Hà Thành tiện tay đẩy ra một luồng linh lực, còn chưa kịp giúp những người đang lảo đảo sắp ngã đứng vững lại thì đã tức khắc bị động tác của Hà Cơ làm đứng khựng. Hà Cơ sống trong nhung lụa cả đời, cho dù đối mặt với những bọc phu cũng ít khi phải thì thầm hay to tiếng. Giờ phút này toàn bằng bản năng, đột nhiên sẽ không khóc lóc om sòm làm ầm ĩ như đàn bà thế tục. Ngược lại, một luồng niệm lực hùng mạnh trên cơ thể toàn bộ trào ra, không hề để lại một đường sống. Chấm niệm đỏ thẫm ngưng tụ thành vật chất thực, quanh quẩn lượn vòng giữa không trung, chỉ chốc lát đã tạo thành hình dáng con chim phượng có lông vút dài thấp thoáng. Hình dáng con chim phượng trông không rõ ràng, cũng không giống vật thật, toàn thân là màu đỏ từ ngọn lửa rực cháy. Nó ngẩng đầu vươn cổ kêu một tiếng sắc nhọn kỳ. Âm thanh sắc nhọn khiến màng nhĩ mọi người đều run lên nhoi nhói. Hà Thành phân tâm quan sát, thấy bùa hộ mạng của Lục Minh Hà và Lục Thiệu Đan vẫn còn có thể chịu thêm được, nhưng Bạch Ngư Xuân và Bành Văn không được thứ gì bảo vệ thì giờ phút này đã nhếch nhác gian nan, thậm chí hai tay còn chảy ra hai hàng máu mà không tự biết. Xem ra Hạ Cơ không định xuống tay lưu tình rồi. Hà Thành bước chân theo bộ pháp thất tinh, hai vai rung lên, hai luồng linh lực trắng tinh khiết tuôn ra từ lòng bàn tay bay về phía xa, bao bọc quanh toàn thân Bạch Ngư Xuân và Bành Văn. Bàn tay lại dùng lực đẩy về trước, cách không đẩy hai người tới bên tường. Thu hồi luồng khí phát ra từ bàn tay, lại không để tình hật hẹn ly chén cốc tách trên bàn xuống đất. Những dụng cụ ấm trà ly trà này nọ lộn tròn mấy vòng trên không trung, rồi rơi loảng xoảng xuống đất bể nát, mảnh vỡ vàng tư tán trên đất, âm thanh vang hồi lâu không ngừng nghỉ. Nhưng cả căn nhà đã bị chấp niệm của Hạ Cơ bao phủ, cho dù căn nhà bị phá hủy, chỉ cần còn trong phạm vi ý niệm của nàng thì người khác đều không thể biết được mảy may. Hạ Thành nhận ra điều này, dù sao nó cũng khiến mình bớt được một nỗi lo, thế là càng thả lỏng chân tay, không cần kiêng kỵ. Tiếng chim phượng kêu vừa rồi tuy có ảnh hưởng tới người khác, nhưng đối với Hà Thanh, thần hồn cô đã vô cùng kiên cố, huống hồ trong đầu còn có hai luồng u hồn làm hậu thuẫn. Cái gì không có, chỉ có bộ não là lúc nào cũng được bảo vệ kỹ càng. Muốn dùng cách dao động hồn phách công kích tinh thần, trước Hà Thanh, Hà Cơ gần như không chiếm được chút lợi thế. Nhưng vì Hà Cơ vừa xuất hiện đã dùng thủ đoạn độc ác như vậy, nên lúc này Hà Thành cũng mất cả hứng nói chuyện đàng hoàng. Cô cười lạnh một tiếng, múa rìu qua mắt thợ, đây một chút thủ đoạn cũng không học được, thế mà người sau lưng đã dám thả cô ra đây cản rỡ rồi à? Hà Cơ cũng cong môi giống vậy, nói với giọng giễu cợt, bây giờ thì nói gì cũng chậm rồi, thủ đoạn cái gì, tôi vốn chẳng cần gì hết, rồi gì mà kẻ đứng sau, đừng hòng lung lay ý chí của tôi. Cô cản đường tôi, thế thì phải trả giá thật lớn. Đến tận bây giờ tôi mới may mắn có được cuộc đời mới, thì đương nhiên sẽ không sợ điều gì. Muốn ngăn tôi, vậy phải xem cô có thủ đoạn thế nào. Hà Thành không nói một lời, bàn tay lại rung rung với một vị trí cách đó xa xa. Cây gắp trà mới bị hất rơi xuống mặt sàn, đang lẫn lộn trong một đống trà vụn kia, lập tức bay vào bàn tay như có dây kéo. Ngón tay trắng như ngọc của cô nắm đầu cán bằng gỗ, chuyển động một biên độ rất nhỏ, không ngừng điều chỉnh góc độ, miệng còn thở dài nói, lòng người quả nhiên không bao giờ có thể thỏa mãn. Nói xong thì lập tức xông lên tới gần cơ thể Hạ Cơ, ý đồ khống chế nàng ta ở khoảng cách gần. So với Hà Thanh, kinh nghiệm thực chiến của Hạ Cơ lại càng ít đến thảm thương. Thấy thân thể Hà Thanh đến gần, nàng lập tức lách người trong thoáng chốc dầu sôi lửa bỏng, nhanh nhẹn tránh đi. Thứ nàng có thể dựa vào bây giờ chẳng qua chỉ là một sự chấp niệm hùng hậu của bản thân, ngoài ra thì không còn gì hết. Hà Cơ đã quen sống trong nhung lụa từ nhỏ, bây giờ có đưa cho một cây dao thì nàng cũng không biết
nên ra tay từ đâu. Chính bởi vậy, tuy ngoài miệng Hà Cơ nói rất ngông cuồng, nhưng thực tế cũng chỉ chốc lát đã bị Hà Thanh liên tục ra tay khống chế cho tới bó chân bó tay, không thể thi triển được nửa phần năng lực. Còn Hà Thanh, công kích đánh ra bị đối phương tránh được một lần thì vẫn không hề nản lòng, chỉ lát sau đã lại tìm được cơ hội, trở tay cầm cây gắp trà hướng thẳng tới cổ Hà Cơ ở cách xa. Đáng tiếc sai một ly. Hà Cơ kịp thời cảnh giác, cây gắp trà kia đâm hiểm cọ vào da, tạo thành một vệt máu đỏ thẫm. Hà Thanh không hề nản lòng, nhưng động tác kế tiếp hệt như sấm chớp lôi điện, khiến Hà Cơ không có nửa giây thở dốc, chớp mắt đã lại áp sát. Mà thấy cây gắp trà bằng đồng cổ kia đã sắp sửa đâm thẳng vào ấn đường mình, trong lòng Hà Cơ càng lúc càng hoảng hốt. Những tia sáng bị chặn giữ trong phòng vẫn lồm đốm loang lổ, bất động đứng yên. Hải ma Hà Thanh tiến tới gần, gương mặt trắng trẻo như màu ngọc, nổi bật mảng tranh tối tranh sáng dưới ánh nắng. Mặt phải lại càng tỏa ra tia sáng vàng lấp lánh chói lóa. Đâm thẳng vào đầu khiến Hà Cơ thấy đau đớn như bị kim châm, không thể động đậy. Toàn thân nàng mềm nhũn. Và giờ phút này, cuối cùng nàng cũng cảm giác được sự sợ hãi theo bản năng. Khi thế toàn thân trào ra toàn bộ, xong cũng không giành được một lợi thế nào. Đầu gối nàng lập tức nhũn nhừ, tức thì quỳ rạp xuống đất. Hà Thanh thấy tình hình này thì tức khắc thu tay. Đầu bao tròn của cây gắp xẹt qua chân tóc nàng. Hà Cơ nằm rạp trên đất, cùng tránh được cây gắp trà sắp lấy mạng mình kia trong thế hiểm. Trước này võ lực chưa từng là sở trường của nàng, có thể chống cự được đến bây giờ đã là sự phát huy vượt xa bình thường. Trong ánh mắt của mọi người, Hà Cơ nhún người nằm trên sàn nhà bằng gỗ màu nâu, bật khóc nức nở không cam lòng. Thôi chỉ muốn tìm một người hiểu lòng mình thôi mà, tại sao tất cả đều muốn ngăn cản tôi? Chẳng lẽ thân mang phận nữ thì cứ phải kiềm chế kiên định, không được buông thả hay sao? Ngàn năm trước con trai tôi cũng xem thường tôi, ngàn năm sau thì lại càng như chuột chạy qua đường, bị người ta cưỡng chế xua đuổi. Tôi chỉ tìm kiếm niềm vui của mình, muốn tìm một người thật lòng yêu tôi. Tới nay cũng có hại tính mạng ai đâu cơ chứ. Nhưng tại sao ngàn năm trước không có, ngàn năm sau vẫn không có? Hà Thanh cau mày, lòng tham không đáy. Hết chương 15. Chương 16. Nghĩ quá nhiều. Nghe lời Hà Cơ nói, Hà Thanh cau mày, bất mãn chê trách, lòng tham không đáy. Theo như cô thấy, nỗi xúc động này của Hà Cơ chỉ đơn giản là đầy đủ quá sinh nông nổi, không bệnh mà cũng than đau, cơ hồ không có tí tí ý nghĩa nào, tổng quát lại thời còn sống. Dù trong thời xuân thu chiến quốc tài nguyên thiếu thốn thì cũng không thể thay đổi sự thật về xuất thân giàu có và sang quý của nàng. Cho dù lịch sử có đôi chỗ không chính xác với sự thật, nhưng Hà Cơ tư thông với anh cùng cha khác mẹ của mình, đây là điều mỗi một quyển truyện ký liên quan đều có ghi. Đến tột cùng là ép buộc hay tự nguyện, nên người ngàn năm sau đứng xem như họ cũng không dám kết luận bừa. Nhưng việc Hà Cơ tìm kiếm niềm vui mới sau khi chồng là Hạ Ngự Thúc chết cho tới nay cũng chưa từng thiếu, khiến cho cuối cùng đến chính con trai cũng không nhẫn nhịn được mà sinh căm phẫn giết chết vua Trần Linh Công, cuối cùng bị Ngũ Mã phân thây. Đừng nói là thời cổ đại có yêu cầu hà khắc với phái nữ hơn bình thường, mà cho dù là hiện đại, một người phụ nữ có cuộc sống riêng buông thả không kiềm chế như vậy cũng sẽ bị bao người chỉ trỏ. Tuy nói một cách nghiêm chỉnh thì theo đuổi hạnh phúc của mình hoàn toàn không sai, họ cũng không tiện can thiệp vào cuộc sống của Hạ Cơ quá nhiều. Nhưng nhìn từ tình hình trước mắt, rõ ràng Bạch Ngư Xuân không dưng bị nàng ta nhập vào mà không hề biết gì. Mọi điều ăn nói, suy nghĩ thể hiện ra cơ bản không phải là tự nguyện. Trong tình huống này, Hạ Cơ còn dám ba hoa nói là mình chỉ muốn tìm hạnh phúc. Ơ kìa, tưởng mọi người mù hết cả rồi ư?
Mỹ nhân nằm trên đất, nước nở sụt sùi, đẹp như nhành hoa lê ướt sương mưa, khiến hồn phách người ta siêu lạc. Nhưng hai người đàn ông tại đây thì hiểm nỗi lại mang họ Bành không chừa ai. Một người hôm nay mới tân hôn, lại có mùa vợ chồng hòa hợp, nên không hề có cảm giác quá mạnh về sức quyến rũ của nàng. Vừa rồi khi năng lực của Hạ Cơ còn ở lúc đỉnh điểm, nhiều lắm họ cũng chỉ dao động trong một chớp mắt. Còn đến bây giờ, khi thế của nàng đã đặt đỉnh rồi tan, thì tất nhiên không còn chút sức nào uy hiếp. Cho dù là Bành Văn không có gì bảo vệ, thì giờ phút này đôi mắt cũng tỏa ra ánh sáng quắc lập lòe. Song rõ ràng điểm hắn chú ý không như bình thường. Hắn dòm Hạ Cơ, tựa như tự động bỏ qua vóc dáng quyến rũ của nàng, ngược lại trọng điểm toàn đặt cả trên y phục, chất liệu bằng gấm mà ngày nay đã không còn được thấy, cùng với hoa văn chưa hơi thở nhân văn đặc biệt, không có gì không làm hắn mê mẩn. Hà Thanh với ánh mắt nhạy bén đã sớm phát hiện ra không khí không bình thường giữa hắn và Bạch Ngư Xuân. Hiện giờ đang thầm thấy uổng thay cho Bạch Ngư Xuân gặp phải kẻ cuồng học thuật như vậy. Nếu thật sự ở bên nhau, cuộc sống này thật sự không thể sống nổi. Cô nghiêng đầu liếc Bạch Ngư Xuân với cái nhìn thương hại. Kết quả phát hiện, quả không hổ là người làm học thuật. Hai người này quả nhiên là thầy nào trò nấy. Chỉ thấy Bạch Ngư Xuân cũng đang dùng ánh mắt sáng quắc hệt vậy để nhìn Hạ Cơ chăm chăm. Nếu không phải trong lòng còn có điều e dè, thì đoán chừng đã lập tức nhào tới bóc tách giải phẫu quần áo nàng tỉ mỉ. Trái tim thiện lương này mệt quá, nhưng lại không thể nói được gì. Hà Thanh cạn lời trong thoáng chốc. Nhưng thôi vậy, dù sao Minh Đại cũng không mấy ủng hộ tình yêu thầy trò. Tên này mà nổ ra thì sẽ rất dễ dẫn tới một cuộc chiến tranh luận về luân lý. Hai người này chậm tiêu như vậy cũng coi như để bớt một món ăn cho Minh Đại trong bữa tiệc điều tiếng. Cô quay đầu, ánh mắt lại trở về trên người Hạ Cơ. Một đại mỹ nhân yêu kiều quyến rũ lại như hoa như ngọc thế này, bây giờ đi lên con đường này, Hà Thanh nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc khó dạy dỗ. Cô đấy đúng là không bao giờ thỏa mãn được. Ngoài miệng thì nói đường đường chính chính lắm, gì mà muốn tìm người hiểu lòng rồi thật tâm yêu mình, nhưng trên thực tế chẳng lẽ Vu Thần còn đối với cô chưa đủ tốt à? Khi cô nhan sắc tàn phai, hắn nguyện lòng lấy cô làm vợ. Khi cô bị truy bắt, sắp sửa bị xử tử, hắn không tiếc bỏ cả gia tộc cùng cô trốn sang nước khác, cuối cùng khiến toàn bộ nhân khẩu của gia tộc Khuất Vu bị tru diệt. Khi trước danh tiếng của cô phóng đãng khó nghe như vậy, không phải hắn vẫn cam tâm tình nguyện ở bên đấy sao? Ôi tía má ơi, một đời truyền kỳ lại lãng mạn đến thế. Tuy quá trình có hơi lận đận bập bênh, song được một người như vậy ở bên thì e là cô gái nào cũng đều cảm thấy đời này không còn gì đáng tiếc. Vô Thần ở bên cô như vậy, cô còn dám không biết ngượng miệng rêu rao nói muốn tìm người hiểu lòng mình? Thế thì yêu cầu của cô với người hiểu lòng này đúng là cao quá đấy. Nói đến lời cuối cùng, giọng Hà Thanh đã có ý giễu cợt, hết sức xem thường cô nàng vĩnh viễn chỉ biết có dục vọng này. Nhưng cô nói xong rồi mà mãi lâu sau cũng không thấy Hạ Cơ lên tiếng, còn tưởng nàng chột dạ không dám mở miệng. Không ngờ quay đầu nhìn lại, Hạ Cơ còn đang ngồi ngẩn ngơ trên đất, tinh thần hoảng loạn, miệng lẩm bẩm lầu bầu. Gia tộc Khuất Vu, Vu Thần là gì? Những người ở đây đều có biết tí chút về lịch sử thời Xuân Thu, mà cho dù không biết thì cũng đã tự giác đi bổ sung kiến thức khi biết thân phận của Hạ Cơ. Lúc này nghe nàng hỏi giọng ngờ vực như vậy, ai nấy không khỏi ngạc nhiên. Vu Thần mà cô cũng không nhận ra? Hà Thanh cũng nhíu chặt chân mày. Chẳng lẽ mình đã nhầm? Còn thật ra Hạ Cơ này vốn không phải Hạ Cơ kia. Không đúng, rõ ràng đây chính là Hạ Cơ, Hạ Thiệu Cơ mà. Hạ Cơ bốc ôm chặt đầu, bụng ngón tay trắng trèo hồng hào đè chặt trên huyệt thái dương. Bởi do dùng sức quá mạnh nên đã nổi lên mấy sợi gân xanh dữ tợn. Đôi mày nàng nhíu chặt,
hàm răng trắng tinh cắn vập vào đôi môi đầy đặn đỏ thẫm, chân mày khoe mắt đều tỏa ra nỗi đau đậm đặc. Mọi người không rõ nguyên do, phản ứng đầu tiên chính là nhìn sang Hà Thanh. Hà Thanh, nhìn tôi làm gì? Tôi thì biết cái quái gì chứ? Sau mấy lần trao đổi ánh mắt, không đợi Hà Thanh bào chữa cho nỗi oan của mình, thì đã thấy Hà Cơ nhắm chặt hai mắt, miệng quát to: Vu Thần! Vu Thần! Vu Thần! Vu Thần! Tại sao? Tại sao tôi lại quên mất hắn? Còn cả con tôi nữa! Trưng Thư! Tại sao? Tại sao đến giờ mới nhớ ra? Hà Cơ chậm chậm ngồi thẳng người, đôi mắt đỏ sọc, mặt trắng bệch như tuyết. Là các người? Là các người đúng không? Tại sao lại kéo tôi tới đây? Rõ ràng tôi đã chết mà không hối tiếc gì. Tôi muốn về nhà, tôi phải về nhà. Vô Thần, nàng nhớ rồi. Trưng Thư, con nàng, bởi vì không chịu nổi nhục nhã nên đã bắn chết vua nước Trần là Trần Linh Công trong căm phẫn, dẫn tới kết cục bị Ngũ Mã phân thây tới chết. Còn về nàng thì bị Vô Thần mang đi. Hắn vì nàng mà từ bỏ tất cả mọi người của gia tộc Khuất Vu. Tại sao nàng lại quên mất chuyện quan trọng như thế? Hai tay Hạ Cơ đè chặt huyệt thái dương, ấn đường dần dần từng hồi. Mỗi một phút một giây đều cảm thấy tim như bị dao cứa. Tôi rốt cuộc tại sao lại tới đây? Ánh mắt nàng di chuyển từ trái sang phải, lướt qua mỗi một người, cuối cùng dừng lại ở Bạch Ngữ Xuân. Là cô đúng không? Tôi vẫn cho rằng cô là truyền thế của tôi, thế nên tôi mới tỉnh lại trên người cô. Nhưng việc này không đúng. Tôi mất đi trí nhớ quan trọng nhất, chỉ còn lại ý niệm muốn tìm người hiểu lòng mình. Tôi muốn buông thả, muốn phóng túng với kẻ khác, muốn trở về cuộc sống sa đọa không kiềm chế trước kia. Nhưng rõ ràng tôi đã hứa cùng sống cùng chết với Vu Thần, rằng sẽ không để ý tới ai khác. Nhất định là cô. Cô đã dùng thủ đoạn gì khiến tôi tỉnh lại từ trong hỗn độn? Nét mặt Hà Cơ điên cuồng, không thể chấp nhận được thực tế như thế. Trên thực tế, ngay từ khi thức tỉnh trên cơ thể Bạch Ngữ Xuân, nàng đã định đợi khi mình hoàn toàn dung hợp với cơ thể mới sẽ lập tức đi tìm người mình thích, cùng nhau trải niềm vui mây mưa. Đáng tiếc quá trình dung hợp của nàng và Bạch Ngữ Xuân không hề thuận lợi mà vô cùng chậm chạp, cũng khiến nàng thành giữ lại chút ít tỉnh táo. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Hết chương 16. Chương 17. Hạ Cơ kết thúc. Cô suy nghĩ nhiều quá rồi. Hà Thanh lạnh lùng nói. Cô nhìn Hạ Cơ, lời nói ra không hề nể nang gì. Cô còn tưởng mình là một hồn phách. Thật ra chỉ là một sợi chấp niệm thôi. Không biết đã bị kẻ khác dùng thủ đoạn gì để mang tới đây từ thời gian ngàn năm trước, bám trên người cô gái này như dây leo và kiên mối sóc nhờ trên thân đại thụ, ý đồ đổi trắng thay đen, tù hú chiếm ổ chim khách. Hà Thanh nhìn ánh mắt không dám tin của Hạ Cơ, tiếp tục vạch trần bản chất nàng ta không lưu tình. Theo như tôi thấy, cô thì làm gì vô tội chỗ nào? Nếu không phải bọn tôi phát hiện sớm, cả đời Bạch Ngữ Xuân sẽ bị cô hủy hoại. Thế mà giờ cô còn có gan chỉ trích bọn tôi à? Hà Cơ bị tin tức bất ngờ này đả kích khiến thần hồn bất ổn. Nàng ta lẩm bẩm: Hóa ra đến cả hồn phách tôi cũng không phải ư? Nói rồi lại điên cuồng vuốt ve toàn thân trên dưới mình. Mái tóc đen như mực, cánh tay mịn màng trắng nhẵn và cả từng đường kim mũi chỉ trên chiếc váy đang mặc, không có gì không phải thứ được chế tác tỉ mỉ từng ly. Sao mặt nàng vẫn trắng bệch, nhưng cơ thể tựa như phút chốc thoát lực ngồi bịch tại chỗ. Tôi, rõ ràng tôi có thân thể. Cô nhìn đi, chân thực cỡ nào. Còn nữa, nàng đưa tay lau vệt máu vừa mới chảy xuống từ mép tóc, đầu ngón tay đỏ đậm đưa ra trước mặt Hà Thanh. Cô nhìn đi, rõ ràng tôi vẫn có máu mà. Tôi là hồn phách. Là hồn phách có thể hóa hình, không phải chấp niệm gì hết. Vậy cô không cảm thấy cơ thể mình đã rất khó có thể duy trì tiếp ư?
nên Hà Cơ không chịu thừa nhận sự thật. Hà Thanh nhìn thân thể nàng ta với ánh mắt thương hại. Tim Hà Cơ rơi bộp xuống đất. Nàng nhìn theo ánh mắt Hà Thanh. Quả nhiên, từ nơi cổ chân đã bắt đầu hiện lên nước đường trong suốt. Việc này, việc này. Hà Thanh thẳng mắt nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng, giọng có nỗi yêu phiền. Chính bởi vì cô chỉ là một sợi chấp niệm, thế nên tất cả cái cô có chỉ là trong suy nghĩ. Mỗi khi cô nhớ lại, nhưng trí nhớ đã đánh mất vì như vô thần, hoặc là nhớ lại con trai Hạ Trương Thư của mình. Sợi chấp niệm không thực tế và không nên tồn tại kia của cô cũng hẳn nên tiêu tan. Tôi không biết kẻ đứng sau gọi cô tới đây từ mấy ngàn năm trước là vì nguyên nhân gì, nhưng cô đã chết từ lâu rồi, đến cả cơ thể cũng đã bị chôn vùi qua thời gian mấy ngàn năm, hóa thành bụi bặm vô danh trên đời này. Vốn dĩ không còn hồn phách của cô tồn tại. Nhưng lời này của Hà Thanh, tất cả Hà Cơ đều bịt tai và như không nghe. Ánh mắt nàng mất sạch tiêu cự, miệng thì vẫn thì thầm: không thể nào, tất cả những việc này là không thể. Từ trong mắt, dòng lệ máu lặng lẽ chảy xuống không tiếng động. Thấy nàng như vậy, mọi người ở đây cũng không có tâm tư truy cứu gì nữa. Ngược lại, đều thấy tim nhoi nhói, bất giác thở dài. Hành vi của Hà Cơ cho dù có không đúng đi nữa, thì đó cũng không phải ý muốn tự thân của nàng. Nếu không phải có người tay máy tay chân cưỡng chế kéo nàng từ cổ đại tới đây, lại xóa bỏ một phần trí nhớ vô cùng quan trọng kia, cho thêm một sợi chấp niệm hoàn toàn là bịa đặt, thì tất thảy những chuyện này cũng sẽ không xảy ra. Nói đến cùng vẫn là lỗi của kẻ đứng sau. Hà Thanh cẩn thận quan sát Hạ Cơ, cảm giác nàng không còn phản kháng dữ dội như vừa nãy nữa, thì liền thử hỏi dò: cô còn nhớ là tại sao mình lại tỉnh lại không? Hạ Cơ lắc đầu với vẻ mặt hoảng loạn: tôi không nhớ rõ, tôi chỉ biết là khi mình mở mắt, cô gái kia đặt một cái hộp lên bàn học của mình, nhưng chuyện khác thì đều không nhớ. Nhưng cái hộp đó trông rất quen, hình như là cái hộp năm xưa vô thần đặt câu nói kia vào rồi nhờ người mang tới cho tôi. Năm ấy Trương Thư bất mãn với hành động của tôi, kết quả xảy tay giết chết Trần Linh Công. Sau đó hai mẹ con tôi cùng bị giam giữ, nó bị xử tội ngũ mã phân thây. Khi tôi tưởng là mình sẽ phải chết, vô thần đã nhờ người mang cho tôi tờ giấy đó. Đó là thời khắc đau khổ nhất đời tôi, cũng là thời khắc vui sướng nhất. Kể từ khi đọc tờ giấy đó, tôi đã quyết định là đời này trừ vô thần ra thì sẽ không để ý tới người đàn ông nào khác nữa. Nói tới đây, bởi vì nhớ tới chuyện cũ, tốc độ chấp niệm tiêu tan càng tăng nhanh. Đến bây giờ, ngay cả làn váy nơi bắp đùi cũng đã dần trở nên trong suốt. Bạch Ngư Xuân đột nhiên nhớ ra: tôi nhớ là có một hôm bỗng nhận được một món hàng giao tới, bên trong là một cái hộp gỗ đã cũ, nom rõ kỳ lạ. Nhưng đó vốn không phải đồ cổ gì, mà chỉ là một cái hộp gỗ thông thường, duy có kiểu dáng là kiểu cổ. Bên trong không có gì, chỉ có một tờ giấy trắng. Nghe đến đây, nét mặt Hà Thanh dần trở nên nghiêm túc. E đó chỉ là nguyên nhân sinh ra Hạ Cơ. Lựa chọn câu nói khiến một người có ấn tượng sâu sắc nhất khi còn sống, dùng linh pháp đặc biệt để viết nó lên giấy. Tờ giấy đó sau khi được một người đặc biệt đã định trước đọc hết, thì chữ viết sẽ tự động lưu lại trong đầu óc người đọc, triệu hoán người trong câu nói kia, mục đích mà người đứng sau muốn đạt được. Chỉ cần thế là đã có thể hoàn thành. Đây chính là bùa linh tự chiêu dẫn. Hà Thanh giải thích cho mọi người, cùng lúc đó lại không nhịn được càng nhíu chặt mày hơn. Nhưng là phí công vô sức gọi Hạ Cơ tới đây như vậy. Hạ Cơ lại không có giá trị vũ lực nào, cũng không có đầu óc tỉnh táo, thậm chí cả quá trình nhập thể cũng làm mãi mà không xong. Việc này không hề có tác dụng gì, tại sao hắn ta lại muốn làm như vậy? Hà Thanh không rõ nguyên do, ở đây lại càng không đoán được. Dù sao đi nữa, họ cũng không hề biết gì
về một chữ trên huyền thuật. Trong phòng bắt đầu có ánh nắng chiếu vào, những tia sáng bị giam cầm trong phòng cũng bắt đầu xê dịch. Chấp niệm của Hạ Cơ đã tan đi, lệ lực còn dư lại đã không đủ để nàng tiếp tục vây trọn cả tòa nhà này. Cửa sổ màu vàng sẫm bị kéo hết cỡ, ánh nắng càn rỡ chiếu trọn căn phòng, mang tới cảm giác ấm áp lạ thường trong tháng 11 gần giữa đông. Mà Hạ Cơ đã từng vang danh một thời, thì giờ phút này gương mặt đã trắng như tuyết, đôi mắt đỏ bừng, nàng lặng lẽ cuộn mình trên sàn nhà. Trong ánh mắt thương tiếc của mọi người, từ cổ chân đến cổ dần dần hóa thành những bụi mịn trong suốt không thể nhìn thấy, bị gió cuốn đi rồi lập tức tiêu tan trong nhân thế mịt mùng, không để lại một vết tích. Dưới cây ngô đồng to lớn, chàng trai trẻ tuổi, hoặc phải nói là một bé trai, nhẹ nhàng thở dài rồi bật cười. Hắn nhặt là ngô đồng thật to trên đất lên, chậm rãi bước vào bên trong nhà. Trong phòng khách, một cái quan tài to bằng gỗ ngô đồng tỏa ánh vàng rực rỡ. Hắn cẩn thận đặt la ngô đồng đã khô héo lên nắp quan tài trong suốt, miệng còn than trách: cô nhìn lại mình đi, khi còn sống thời vận không đủ, đến chết rồi mà vận mệnh vẫn còn lận đận đa đoan, ngay cả chuyện nhỏ như tụ tập thất tình lục dục cũng lận đận hơn tôi nhiều như thế. Mệt cho tôi còn cố ý lựa chọn Hạ Cơ, tầm hoan vô số, diễm danh lan xa, thế mà tới nhân thế lâu như vậy lại không có nổi một hai lần mây mưa nam nữ. Đúng là đáng tiếc. Chẳng lẽ còn cần phải đủ 8 danh kỹ trên sông Tần Hoài mới chịu nữa hả? Thế thì đâu có được. Tuy người ta cũng được gọi là kỹ, nhưng nếu giờ chứng thanh cao thì cũng chẳng thua con nhà đàng hoàng đâu. Bé trai dò dự, cuối cùng vẫn cắn răng quyết định: thì dù sao cô cùng luôn thanh tâm quả dục, cái thứ sắc tình này không có cũng đành thôi vậy, không thì lại nghĩ biện pháp khác, để tôi xem còn thiếu gì nữa nào. Hết quyển thứ 9. Bé trai kỳ lạ xuất hiện bên cạnh chiếc quan tài đặt một người nào đấy. Người này là ai mà đã khiến kẻ này phải triệu tập Hạ Cơ đến? Rồi gì mà 8 danh kỹ trên sông Tần Hoài? Vân vân mây mây những điều kỳ lạ, chúng ta sẽ cùng phá giải những bí ẩn này vào hồi sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Đừng quên để lại bình luận của các bạn sau khi nghe xong phần này nha. Hãy chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.